mệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bạc Bộ Sinh Danh Đại Hiếu Bồ Kiện Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Chứng Minh. Cung kính bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trường, quý ni sư, chư đại đức tăng ni chứng minh. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử thân mến, hôm nay mây trắng bay về, hoàng hôn tiếng lặng bốn bề hư không. Con nghe mang mát trong lòng, mẹ ơi thu đến đôi dòng lệ xa. Vâng, mùa vu lan lại về trong dịp đầu thu. Lá vàng rơi rụng đâu đây như tiếng chuông ngân kẻ thức những trái tim hiếu hạnh tưởng nhớ đến cha mẹ. Vì từ các bậc thánh nhân cao cả cho đến một người tầm thường nhất, không ai là không do cha mẹ sinh ra. Chính cha mẹ san sẻ một phần máu thịt của mình để tạo nên hình hài cho mọi người con. Nếu không có công ơn trời đại ấy, thì anh, thì chị, thì tất cả chúng ta làm sao có mặt trên cõi đời này. Thế mà có khi cả cuộc đời mình chúng ta chưa một lần nào tĩnh tâm để ngắm, để nhìn chỉ vào nét mặt hiện từ của cha mẹ. Hầu chia sẻ phần nào chúng ta còn nhọc nhằn, vì con nhỏ dài làm sao con hiểu được công sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Nắng hay sương mẹ cô lẽ chiều tà, cha khổ cực vì nỗi nhà túng thiếu. Hơn thế nữa, cha mẹ không những đã hy sinh một phần máu thịt cho con, mà còn tốn biết bao mồ hôi, nước mắt cô mang nuôi dưỡng, tổng biết bao thì giờ sức lực để dạy dỗ con hơn trở thành người có ích cho nhân quần xã hội. Tình thương mà cha mẹ dành cho con là thứ tình cảm thiêng liêng, không có một thứ tình cảm nào trên cõi đời này có thể so sánh được. Do vậy, tri ân và báo ân không chỉ là một bộ phận của mỗi người, mà còn là một nhiệm vụ. Chỉ có những người con yêu hành mới cảm nhận được một sự cách tròn vẹn sâu sắc mỗi khi chào đón Vu Lan. Vì sao? Vì Vu Lan đem đến ý nghĩa sâu sắc về một gia đình. Vu Lan nhắc nhở rằng chúng ta có cha có mẹ không chỉ gia đình trong hiện tại mà cha mẹ trong hiện đời. Không ai trong chúng ta là cô đơn cả, chúng ta luôn có một gia đình. Vu Lan nhắc nhở chúng ta về hiểu hành phẩm chất cơ bản trong một nhân cách và là điều tạo nên mối liên thông trong gia đình. Một gia đình lớn, chúng ta có ông bà cha mẹ nội ngoại thầy tổ đệ huynh. Hãy lắng nghe một thân của Vu Lan như lắng nghe sự sống trong mình, nhận ra sự có mặt của cha mẹ ông bà trong dòng máu của mình, nhận ra những hy sinh của tổ tiên, những kinh nghiệm phải trả giá bằng cả cuộc đời của bao thế hệ đã giữ gìn và truyền lại chúng ta có xin tư và sự con lan. Hay nói khác, Vu Lan là phương thú rất nhiều để giữ lành các vết thương cho đời sống xã hội trong gia đình, đó đồng nghĩa với tình thương yêu sự đồng thuận
nhân dân những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất của những người con hiếu hạnh tại chùa Phật Quang, trân trọng tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu nhân được phát huy qua chương trình như sau. Một, cung thỉnh chư môn đức Quan Âm Pháp Hội Vu Lan. Hai, tuyên bố lý do. Ba, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự. Bốn, niệm Phật cầu gia hộ. Năm, một phút tượng điện. Sáu, đại diện Phật tử nhân và ngoài điện Vu Lan. Bảy, đạo từ của Hòa Thượng chứng minh. Tám, cảm tạ chính tụng kinh Vu Lan và nhiều y kinh hành. Kính bạch chư tôn đức, thầy là dòng nước thanh lương, thầy là ô phạm yêu thương cho đời, thầy là chân sáng muôn nơi, thầy là người mẹ cả đời vì con. Vì các đàn đạo học nên biết ngài thu xếp mọi công tác Phật sự, thầy thu ngài tâm vần vô nhiên từ, Quan Lâm kiến minh hiếu lệ. Chúng con vô cùng cảm kích trước sự hiện diện quý báu của chư tôn hiền vị. Đó là hương liệu vô giá để thắp sáng ánh đuốc Vu Lan. Chúng con cung kính được giới thiệu sự Quan Lâm chứng minh tối cao của Hòa Thượng Thích Thiện Thông, chủ trì chùa Giảng Hòa thị trấn Cầu Kè Tương Vi đề nhất chứng minh. Cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Viên Phước Minh, chủ trì chùa Trúc Lâm, phường 6, thành phố Trà Vinh. Cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Viên Minh, chùa Lượng Si, phường 1, thành phố Trà Vinh. Cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Tăng Minh, viện chủ chùa Long Khánh, phường 3, thành phố Trà Vinh. Cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Huệ Pháp, chủ trì chùa Phước Hòa, phường 2, thành phố Trà Vinh. Cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Minh Nhật, chủ trì chùa Long Hòa, huyện Tiểu Cần. Cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Tâm Hiền, chủ trì chùa Dương Thành, huyện Châu Thành. Cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Nguyên Ngọc, chủ trì chùa Long Hòa, huyện Trà Cú. Cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Chí Nguyệt, chủ trì chùa Giác Linh, huyện Cầu Kè. Cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Minh Thời, chùa Phổ Quang, huyện Tiểu Cần. Cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Tăng Nhân, chủ trì chùa Phổ Quang, huyện Tiểu Cần. Đồng cung kính giới thiệu Từ Quan Lâm chứng minh của hiện tiền chư tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, chư đại đức tăng ni, các từ hiền xin phép được giới thiệu chung. Xin trân trọng giới thiệu quý quan khách, quý phật tử gần xa là những người con hiếu hạnh của các bậc cha và mẹ đã những thời gian quý báu trở về tham dự pháp hội Vu Lan báo hiếu hôm nay xin được giới thiệu chung. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, vào giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, thành kính cung thỉnh chúng tôi liệt quý vị và mời toàn thể pháp hội đồng an tòa tài trợ chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Ba La Mật cầu gia hộ. Kính cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh thời điện. Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý vị, mẹ là nguồn sống đầu tiên của nhân loại, là nguồn cảm ơn bắt đầu trong những thi nhân. Dù mẹ sống nơi đâu, lầu son gác tiếng hay vui tạo bán tầng, dầu dãi nắng mưa nơi vùng quê nghèo khó, đều có chung một tiên nhất là hy sinh tất cả cho con. Có những bà mẹ không chỉ cho cả tuổi thanh xuân, cả sự nghiệp, mà còn cho con tất cả những chữ trong cuộc đời, để rồi khi cần mẹ phải ký tên và đó là cảm thông đơn sơ. Thơ viết về mẹ, lời nào cũng đẹp, văn viết về mẹ, bài nào cũng hay. Mẹ quý, mẹ yêu, mẹ biết thôi, mẹ là ánh sáng chiếu muôn nơi, mẹ đi chân đất khai thiên nặng, mẹ đòi đầu trần và trần vơi. Kính thưa cha, tuy cha không có giọng luôn ngọt ngào như mẹ để đưa con vào giấc ngủ an lành, nhưng cha lại có một sức lực phi thường để chịu đựng bao gian lao trong cuộc đời mà che chở cho con. Cha là tấm bản đồ định hướng, là ngọn núi cao để cho con có tầm nhìn sâu rộng mà sáng suốt phân biệt điều tốt xấu thiện ác của cuộc đời, và luôn nhớ rằng thiếu tình thương của cha thì chúng ta không thể đến con được, vì người là bằng thái dương, không như mẹ hiền chăn gầm dịu mát. Người là ngọn núi cao đứng che bảo cùng cho rừng núi mãi xanh, từng người thật lớn lao lấy chi đo lường. Cha kính yêu ơi, mặt người giả tăng giấu trong tâm hồn chan chứa yêu thương, mơ màng khói lạnh trong sương, ca dao ai hát còn vương trong chiều, văn từ thấm thẳm cô liêu. Cha ơi có biết những điều con không? Cha mẹ kính yêu, hôm nay đây những đứa con của cha mẹ đã từng bước an tành đi vào cuộc sống, có người đạt được một địa vị cao sang, một sự nghiệp vững vàng, đủ hạnh diện với anh đê bè bạn, nhưng trong phận cùng sâu phẩm nó cõi lòng như cô lẹ đơn côi, như thiếu vắng những lời không ngọt ngào của mẹ, như thiếu vắng những dấu lặng yêu thương của cha, vì đó là điều phúc muôn đời luôn che chở bao dung, là năng lượng tối ưu động viên các con vượt qua bao chướng duyên hậu cảnh. Có những người càng chưa